Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay thì anh em sẽ triển khai cho máy xúc với lại hai tractor chở đá từ cái chỗ mỏm này. Tí nữa anh em sẽ phá cái chỗ mỏm này. Nhưng hôm trước anh em cũng nói là chỗ mỏm này nó làm cái đường nó hơi bị cua, nó khuất đấy, nên là mở rộng ra cho bà con. Mình lại vừa tận dụng được đất để lấp vào chỗ đường dẫn lên cầu. Ok, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Anh em thì tí nữa mới lên. Sáng nay chắc là có một chút việc bận nữa, nên lên muộn một tí. Đây, hai bên đường dẫn này cần khá là nhiều đất đây. Hai bên kia còn mới được có một tí, hôm nọ là xúc ở cái chỗ đường tránh cho bà con đi tạm này. Cái chỗ đường bà con đi tạm này lên mới được có vài gầu thôi, nên là cần khá là nhiều đất cả hai bên đường dẫn này. Anh em có một xe rồi, nhờ A Súa con trai của chú Vừ kia chở cùng với xe của anh em thì mới kịp máy xúc được. Kiếm cái ván cơi cái thùng nó cao lên một tí anh ạ. Kiếm cái ván cơi cái thùng nó cao lên một tí. Trên kia có vẻ là có một cái hòn đá khá là to. May cái đoạn cua này là đường nó khá là rộng, nên là hai xe tractor mới tránh nhau được. Thank you.
Đổ đi. Được rồi. Tiến lên đi anh ơi. Đấy, thẳng vào luôn. Dưới nhỉ. Đổ đấy, được rồi đấy. Oh,
sâu chú ạ. Sợ nó to ấy. Hả? À? Có đá à? Lâu xuống được thì tốt. Vừa đẹp luôn ấy. Tiến lên đây. Tiến lên đi. Thank you.
đây cái mòm đất này rất là nhiều đá to luôn. Hiện nay chôn ở dưới chỗ cái xích của một xúc kia là một cái hòn đá to rồi. Vừa rồi là có hai hòn đá này. Nhô nhô kia ra là như là còn một hòn nữa sao ấy. Đây có bút không? Có chẳng kia đấy. Phải đợi. Chú ơi, san san cái chỗ này đi để bà con đi lại đã. Mua lợn giống à? Con lợn này nó cũng được đấy. Đấy, bà con đi chợ về rất đông luôn. Xe kia chở nhiều quá. Bà con xuống mua lợn giống ở Nghĩa Lộ à? Ồ. Xa nhỉ. Ở trên bản này mà đi Nghĩa Lộ thì nó gần hơn bên Văn Yên quá. Nghĩa Lộ nó khoảng hơn 30 cây tí đâu. Đi sang Văn Yên thì phải hơn 40 cây. Tiếng đồng hồ thì cái chỗ đất đổ này khá là cao rồi các bác.
bác máy xúc trở lại phía gần cầu này để san đất ra. Chiều sẽ tiếp tục đổ vào sát cái tường cảnh bên kia. Giờ cũng khá là muộn rồi, 10 rưỡi trưa. Thời tiết hôm nay khá là nóng. Công việc buổi chiều các bạn. Hôm nay thì anh em thì Bắc Ninh có việc, Hà Quyền thì cũng gia đình có chút việc nên là về trước rồi. Còn lại anh em với này mấy anh em ở đây làm nốt. Trước là chỗ này có một chỗ khúc cua đây. Bây giờ là bà con nhìn trên cái đất, chỗ đất này thì anh em mở rộng ra thì sẽ tiện hơn, sẽ đẹp hơn cho đường. Đường nó thẳng hơn ở chỗ cua này. Không biết lấy hết đất chỗ này có đủ đắp cả hai bên đầu cầu không?
chiều nắng căng luôn các bạn. Giờ đang photo với tractor với lại máy xúc đang chạy được khoảng độ 2 tiếng thì san lại phía vừa mới múc này. Xong rồi để máy xúc chạy qua đây san cái chỗ đất anh em vừa đổ xong. Cái này được khá là nhiều chuyến rồi đấy. Bây giờ sẽ cho máy xúc xuống đây san bằng đi và đổ thêm mấy chuyến vào chỗ đầu cầu để tractor chở đất từ đây tiếp tục chở lùi qua cái cầu nhé. Lùi qua cầu để đến đầu cầu bên kia đổ đất xuống đấy luôn chứ không phải vòng xuống bên phía bên dưới nước nữa, mà là tractor trèo qua cây cầu đổ sang bên đấy thì nó tiện hơn. Đổ dần lùi sang, lùi phía hướng lên bản này. Hai chiếc tractor chạy liên hoàn. Nếu mà một mình xe của kênh thì máy xúc thì phải đợi, nhưng mà hai xe tractor thì liên tục luôn. Đến mức xong lên tractor bên này thì vừa tractor bên này lại chuyển lên liên hoàn luôn. Gì đây hả chú? Lấy nước ruộng à? Ừ, ruộng. Vâng. Cái ống kia xuống mà không có đủ. Vâng. Hay bà con lấy nước suối này để cho vào ruộng luôn. Ống ở trên này không đủ nước. Khô hết rồi. Cái này mình dẫn đi xa không chú? À, dẫn đi xa không ạ? Đi xa quá. Vâng. Đây vô bên kia. À. Ruộng chết dưới này đấy. Vâng. Cái suối này thấp hơn ruộng nhiều. Hôm nay còn đang là mùa nắng, mùa khô nên là không có nước mấy nữa. Nên bà con đang dẫn nước ở cái khe suối này cho vào ruộng và ao. Nếu mà còn có mấy cái ao.
bê tông đây. Đầu cầu bên này vừa gần đủ đất, anh em vừa san được đầu cầu phía bên này bằng phẳng rồi các bạn, vừa sẽ cho một chuyến đất đầu tiên qua cầu để đổ sang phía đường dẫn đầu cầu bên kia. Đổ đi. Đây là chuyến tractor chở đất đầu tiên lên trên cầu nhé các bạn. Ok rồi các bác ạ, đây là cả ngày hôm nay công việc là của tractor này, hai chiếc tractor và máy xúc liên hoàn múc đất và đổ đất đã được khá là nhiều, được đầy phía đường dẫn bên này và bây giờ đang tiếp tục đổ sang đường dẫn phía thứ hai đây. Này các bác cũng được thấy những chuyến xe tractor đầu tiên qua cây cầu cong suối Dầm. Và bây giờ cũng khá là muộn rồi. Hiện tại đang là 16:30. Thế là Quỳnh cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Bây giờ còn phải mang thẻ nhớ về để edit video và đăng video của tối nay các bạn. Chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo.